chúng ta ở ngay trong đời này gặp phải khổ nạn vô lượng vô biên thế tôn vì chúng ta nói ra những sự tướng này thế tôn ngài đem tất cả khổ quy nạp lại thành ba loại lớn thông thường chúng ta gọi là ba khổ cái thứ nhất là khổ khổ cái thứ hai là hoại khổ cái thứ ba là hành khổ sự việc khổ nạn có nhiều hơn luôn luôn không ngoài ba loại lớn này loại thứ nhất khổ khổ cái chữ khổ phía sau là danh từ chữ khổ phía trước là động từ nhà phật thường nói tám khổ giao nhau đây là tám loại Đêm đó Phân làm tám loại. Tám loại khổ này đều là thuộc về khổ khổ. Bốn loại phía trước là sanh lão bệnh tử. Đây là tất cả chúng sanh đều không thể nào tránh khỏi sanh khổ. chúng ta đều trải qua rồi thế nhưng đều quên hết quên được sạch sẽ ở trên kinh điển phật nói với chúng ta phật dùng lời hình dung để nói ngay khi thần thức của chúng ta đến thế gian này để đầu thai tìm kiếm cha mẹ cha mẹ có duyên với bạn bạn liền xem thấy một luồng ánh sáng bạn nương theo ánh sáng này mà đi bất tri bất giác liền đi đầu thai với bạn không có duyên phận bạn chắc chắn sẽ không đầu thai vào trong nhà của họ Đầu thai đến đều là có duyên phận Cái duyên này Đích thực Có thiện duyên Có ác duyên Thiện duyên thì sao? Báo ân Trả nợ Đây đều xem là thiện duyên Ác duyên thì sao? Là báo oán Đòi nợ cái này thuộc về ác duyên nếu như không có bốn loại duyên sẽ không đến trong một nhà để biến thành người một nhà cha mẹ chồng vợ anh em chị em biến thành người một nhà phật nói đều là bốn loại duyên phạm phu chúng ta không biết cho nên có một số con cái rất tốt rất nghe lời rất dễ dạy có một số con cái rất khó dạy không nghe lời dường như xanh tánh chính là bội nghịch chúng ta đọc sách phật biết được loại tình hình này nghe lời dễ dạy đây là báo ân đến xanh tánh bội nghịch là báo oán đến hiểu được cái chân tướng sự thật này nhất định phải dùng trí tuệ phải dùng từ bi phương tiện khéo léo để điều giáo đem thiện ác duyên của quá khứ đều đem nó biến thành pháp duyên vậy thì tốt rồi đem quyến thuộc cốt nhục biến thành pháp quyến thuộc phật đều là dạy chúng ta là một sự chuyển biến như vậy tự nhiên liền có thể chuyển ác thành thiện chuyển mê thành ngộ đến lúc cùng tột chuyển phạm thành thánh có những lúc chúng ta muốn chuyển chính mình công phu đạo lực không đủ không thể chuyển tâm trí thành mong cầu phật bồ tát cảm ứng nghi thế gian thánh nhân đều nói thành tắc linh chân thành đến tột đỉnh không thể không cảm thông Phạm hễ không thể cảm thông chúng ta chính mình nhất định phải phản tỉnh tâm chân thành của chúng ta không đủ Giống như Thế Tôn đã nói trong Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, tuy là chúng ta hành thiện, trong cái thiện này vẫn xen tạp bất thiện, vì thì gọi là không thành. Trong chân thành không được xen tạp chút nào bất thiện. hay nói cách khác không thể xen tạp chút nào hư ngụy thì tâm chân thành của chúng ta mới có thể cảm động chư phật bồ tát có thể cảm động tất cả chúng sanh cái đạo lý này chúng ta phải hiểu chúng ta phải tu tâm chân thành tâm thanh tịnh tâm bình đẳng tâm từ bi cảnh giới của chúng ta liền có thể chuyển